Như cái này đó, hôm nay mình làm biến, đó, mình cái này nó đang sale. Cái này 21 đồng 99 sen. Đó là đó. Đó là như vậy đó các bạn đó. Đây là Mama Burger, đây là Team Burger. Cái này là bánh của mẹ nè, bánh của con nè, đó, hai đứa con, hai bà mẹ. Nước rút bia nè, đó 4 ly nước, nước rút bia, đây 4 cây khoai tây chiên, đó, tổng cộng đâu là khoảng 21 đồng. Tính ra tiền Việt Nam á, thì đâu khoảng chừng 500 ngàn phải không các bạn? Cái này nó sale, nếu mình mua mình không có cái giấy sale này là khoảng đâu khoảng 800 ngàn, còn đâu cũng khoảng 1 triệu đó, 1 triệu đó dành cho 4 người ăn, nhưng mà mình ở đây chỉ có 2 người thôi, mình ăn tới gấp đôi các bạn. Right. And I put some more mustard and hot sauce. Yeah. Okay. Mustard here. Okay, this hot sauce and put some lettuce and mustard in. And put some more and drink. Drink. And root beer. Fried. And fry. And if you want that, ketchup for that. That lately. That's it. Get the ball. No problem. Just this one. Get the sun. Good salt. Some good salt. Xin chào các bạn. Hôm nay đó, sau ngày lễ Halloween đó, mình đã đến ngày chủ nhật, cho nên mình đi mua của bánh hamburger của cái hãng EW nè. Cái này mình ăn là hai cái, bằng cái này là Mama Burger, cái này là bánh của mẹ. Mình bỏ thêm một cái với ớt tương, tương ớt, bánh của mẹ, bánh của con, bánh này của con, bánh của nhỏ, mình ở đây mình không có nít của mình đi. Rồi nước uống. Sau đó là mình cho thêm vào nước mắm nữa các bạn. Đó, mình ăn vậy đó. Mình ăn kiểu nhà mình. Mình cho thêm nước mắm vô. Được chút nước mắm cho nó ngon mà.